Không được em ơi, nó hung dữ quá, nó kẹp anh phải lấy cây bắt nó mới được. Con bắt ở trên mai nó thôi nghe, coi chừng nó kẹp con đó. Kìa mẹ. Được rồi, để mẹ xuống lấy cho, ở trên này đi nghe con. Vĩnh ơi, con cua có anh nó bò ra rồi kìa. Anh nhớ là cua có buộc dây rồi, vậy mà nó cũng bò ra được nữa. Để anh bắt nó cho, yên tâm đi. Em coi anh nè. Không được em ơi, nó hung dữ quá, nó kẹp anh phải lấy cây bắt nó mới được. Nó bò đi rồi anh ơi. Ê cua, tính tẩu thoát hả? Đứng lại cho tao. Chuyện gì vậy Kim? Anh Út bắt con cua không được chị mẹ ơi. Út Vĩnh, để cô Năm bắt phụ con cho. Con bắt ở trên mai nó thôi nghe, coi chừng nó kẹp con đó. Cuối cùng Út Vĩnh cũng đã bắt được con cua rồi. Khi bắt cua là mình phải cẩn thận. Mình nên cầm cái mai ở trên lưng nó để mấy cái càng của nó không có quấu được vào tay mình được nghe. Con cua này nè tuy buộc dây rồi nhưng nó vẫn bò rất là nhanh. Có bạn nào đã từng bắt cua chưa? Các bạn hãy bình luận ở dưới cho Hoàng Kim và Gia Hân biết nghe các bạn. Hai chị em đi chơi thì chơi vòng vòng, đừng có đi xa quá nghe con. Dạ, mình đi đánh bóng thôi Gia Hân ơi. Em ơi, coi chị nè. Oh no. Dạ, ơi nó bị đuôi á, cũng dưới đó rồi chị hai ơi. Để chị xuống làm. Kim à, sao con đi xuống dưới mé sông chi vậy con? Đi lên con, xuống dưới là té đó. Nhưng mà cái bong bóng của con ở dưới kìa mẹ. Được rồi, để mẹ xuống lấy cho, ở trên này đi nghe con. Của con nè, mai mốt con phải cẩn thận nghe. Cái mé sông này con nhìn thấy vậy thôi, chứ thật ra là nó rất là lỡ. Người ta đổ gác lên để bầu vô cho đó, lỡ con bước xuống là phục xuống dưới đó là nguy hiểm lắm nghe. Có chuyện gì là phải kêu mẹ hoặc người lớn đến giúp, nhớ chưa con? Dạ con nhớ rồi mẹ.